Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp lễ Phục sinh năm 2023, chiều qua 28 tháng 3, đoàn công tác do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và một số ngành cấp tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa cùng các linh mục chức sắc chức việc, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân giáo phận Thanh Hóa lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp đại lễ Phục sinh năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các linh mục tu sĩ thời gian qua đã hướng dẫn động viên bà con giáo dân trong toàn giáo phận chấp hành tốt đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ ấn tượng trước những hoạt động thiết thực hiệu quả của Tòa Giám mục Thanh Hóa trong công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Tòa Giám mục Thanh Hóa tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường và công tác đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng bày tỏ mong muốn Tòa Giám mục và Giáo phận Thanh Hóa tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc huy động nguồn lực xã hội để xây dựng 4.000 ngôi nhà đại đoàn kết tặng đồng bào tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 2024. Thay mặt các linh mục chức sắc chức việc, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân giáo phận Thanh Hóa, Giám mục Nguyễn Đức Cường bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn tình cảm sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với giáo phận Công giáo Thanh Hóa nhân dịp lễ Phục sinh, mùa lễ trọng của những người Công giáo. Giám mục Nguyễn Đức Cường cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đối với hoạt động của Tòa Giám mục, các giáo hạt, giáo xứ, giáo họ, đáp ứng tốt nhu cầu tôn giáo chính đáng của nhân dân. Đây sẽ là động lực quan trọng để các linh mục chức sắc chức việc và bà con giáo dân giáo phận Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực thi đua, phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Cũng trong chiều qua 28 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh và hội viên Hội văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Ban Liên lạc Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, Thường trực Hội văn nghệ sĩ, Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội cùng hơn 60 hội viên Hội văn nghệ sĩ, Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Ban Liên lạc Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội. Các văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội trở về quê hương trong thời điểm Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. Thông tin đến các văn nghệ sĩ, nhà báo, tình hình phát triển kinh tế xã hội, những kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, 3 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ chính quyền nhân dân Thanh Hóa thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi, thách thức đan xen và những ảnh hưởng không thể lường của đại dịch COVID-19, đặc biệt là ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế, sự xung đột giữa các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, bằng bản lĩnh ý chí tự lực tự cường, có sự động viên hỗ trợ của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ.
Trước hết là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân được củng cố và tăng cường. Tỉnh đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xứng đáng là hậu phương lớn của miền Nam trong công tác phòng chống dịch. Từ năm 2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa luôn nằm trong top các tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Các lĩnh vực của đời sống xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Phong trào khuyến học khuyến tài được phát huy, tỉnh Thanh Hóa luôn dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, lĩnh vực y tế có nhiều phát triển vượt bậc. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Tỉnh đã bố trí mặt bằng, quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư, ổn định đời sống cho đồng bào ở những vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Quyết tâm trong năm 2023 hoàn thành việc cấp đất không thu tiền, hỗ trợ tiền làm nhà cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông, quan tâm giải quyết việc làm, hỗ trợ đồng bào an cư ổn định cuộc sống, an ninh quốc phòng, an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Đồng thời, tỉnh cũng luôn quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thông tin đến các đại biểu định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn các văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội bằng tình cảm, trí tuệ, tài năng của mình tiếp tục hướng về quê hương, tập trung quan tâm phản ánh, khắc phục làm nổi bật 5 vấn đề lớn, đó là truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử hào hùng của quê hương, vẻ đẹp của đất và người Thanh Hóa, đề tài về công nghiệp công nhân, đề tài nông nghiệp nông dân và nông thôn, vấn đề giữ gìn khai thác, phát huy các giá trị văn hóa và phát triển du lịch, đề tài phát triển đô thị, kinh tế đô thị trên địa bàn tỉnh. Từ đó sẽ có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có giá trị về quê hương Thanh Hóa, góp phần khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước cách mạng vẻ vang của quê hương, những giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp của vùng đất và con người Thanh Hóa, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh hiện đại. Đại diện Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đã phát biểu trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh dành cho các văn nghệ sĩ, nhà báo và các hoạt động của hội, đồng thời báo cáo khái quát về kết quả hoạt động của hội trong 7 năm qua, kể từ khi hội tổ chức chuyến đi về nguồn lần thứ nhất vào năm 2016. Sau chuyến đi này, các hội viên đã có nhiều chương trình, tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về quê Thanh. Trong khuôn khổ chuyến đi về nguồn lần thứ hai này, các hội viên sẽ đi thực tế tại một số địa phương trong tỉnh nhằm có thêm thông tin phục vụ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có nội dung phong phú, giá trị về quê hương Thanh Hóa. Nhân dịp này, Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đã trao tặng phác thảo tượng mẹ tôm cho huyện Hậu Lộc. Đồng chí Lê Huy Ngọ, Chủ tịch Hội Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội và các hội viên Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đã trao tặng sách cho lãnh đạo tỉnh và Thư viện tỉnh Thanh Hóa. Trong khuôn khổ chương trình về nguồn năm 2023 của Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội, tối qua 28 tháng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật tại Nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Đến dự có các đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Xứ Thanh luôn được xem là vùng đất địa linh nhân kiệt, đất căn bản, quý hương, nơi phát tích của các triều đại, cái nôi sinh thành và nuôi dưỡng nhiều bậc hiền tài cho đất nước. Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển ấy, cốt cách người xứ Thanh vẫn luôn là niềm tự hào, kiêu hãnh, là nguồn lực nội sinh quý giá được kế thừa và phát huy từ thế hệ này qua thế hệ khác. Dù có đi đâu, những người con của xứ Thanh vẫn luôn hướng về quê hương, cội nguồn. Đêm giao lưu nghệ thuật là sự kết nối của các nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật tại Thanh Hóa và Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh, cùng với các hội viên Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội về thăm quê hương trong dịp này. Đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo đang công tác tại Thanh Hóa cũng đã có mặt để chung vui, thưởng thức chương trình nghệ thuật ý nghĩa này. Sau 7 năm, đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại Thanh Hóa. Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc về quê hương xứ Thanh đã được trình diễn trong chương trình, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Kết thúc chương trình, các đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ, diễn viên đã nỗ lực công hiến để buổi biểu diễn thành công tốt đẹp.
Hôm qua 28 tháng 3, đoàn giám sát số 2 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2022 tại Sở Công Thương đối với những lĩnh vực do Sở quản lý. Tham gia buổi giám sát có đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Theo báo cáo của Sở Công Thương, việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng theo chức năng nhiệm vụ của Sở đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền. Các nội dung tham gia góp ý công tác lập, thẩm định, phê duyệt của Sở Công Thương được các đơn vị quan tâm tiếp thu hoàn thiện, cập nhật vào các đồ án quy hoạch. Các chủ trương, định hướng phát triển lĩnh vực công thương, quy định, tiêu chuẩn, định mức ngành công thương được các đơn vị quản lý thực hiện nghiêm túc, góp phần hoàn thiện, thống nhất giữa quy hoạch xây dựng với quy hoạch chuyên ngành. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được phối hợp thực hiện thường xuyên, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. Quá trình triển khai thẩm định, trình ban hành các quy định phát triển điện lực đều được thực hiện theo quy định, đảm bảo tính khách quan, minh bạch thông qua việc lấy ý kiến đầy đủ của bộ ngành trung ương, các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị điện lực. Chất lượng công tác quy hoạch hạ tầng cấp điện phù hợp với thực tiễn, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung chương trình làm việc với đoàn giám sát. Báo cáo của Sở cơ bản đáp ứng yêu cầu theo đề cương. Đồng chí đề nghị Sở Công Thương thời gian tới, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh, các địa phương từng bước giải quyết những tồn tại bất cập trong quy hoạch các cụm công nghiệp, quy hoạch chợ, cây xăng, quy hoạch điện lưới, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của các đề án quy hoạch liên quan đến lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh. Với những nội dung cần làm rõ, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công Thương bổ sung, hoàn thiện báo cáo để đoàn giám sát có cơ sở tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, biến động kinh tế toàn cầu đã và đang tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Trước những thách thức, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò cung cấp thông tin, kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, các ngành chức năng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, phát triển bền vững. Một trong những hoạt động nổi bật của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thời gian qua là tổ chức giao lưu, kết nối, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp hội viên. Chỉ riêng năm 2022, Hiệp hội đã tổ chức 13 đoàn thăm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp hội viên và hội doanh nghiệp cấp huyện, hiệp hội doanh nghiệp một số tỉnh, thành phố với sự tham gia của hàng trăm đơn vị. Qua đó, cùng nhau chia sẻ khó khăn, lợi thế, đẩy mạnh liên kết hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nó có cái vai trò rất quan trọng, kết nối được các cái doanh nghiệp với nhau. Và đặc biệt là các cái sinh hoạt thì cũng tổ chức những cái chuyến đi ra ngoại và đi tham quan các cái doanh nghiệp, kết nối lại các doanh nghiệp với nhau. Thì thực sự là cái đó là cái điều rất là cần thiết. Cho nên là qua cái lần mà chúng tôi đi trực tiếp đến các cái doanh nghiệp thì phải nói là đến trực tiếp mới biết được là các cái doanh nghiệp hoạt động như thế nào. Đấy, và đặc biệt như vậy thì chúng tôi kết hợp với nhau để mà làm sao để tạo điều kiện các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 5.000 hội viên. Thông qua hoạt động của Hiệp hội, các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh đã nhanh chóng đến với doanh nghiệp. Cùng với đó, Hiệp hội thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tham mưu, góp ý cơ chế chính sách về phát triển doanh nghiệp. Năm 2022, Hiệp hội đã tham mưu, góp ý gần 50 văn bản liên quan đến các dự thảo đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và của tỉnh. Những ý kiến của Hiệp hội xuất phát từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để các cấp chính quyền tiếp thu điều chỉnh, sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, đồng thời có các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng khó khăn vướng mắc của hội viên để phản ánh kiến nghị với các cấp chính quyền xem xét giải quyết. Từ đó, tăng thêm niềm tin và động lực để doanh nghiệp tích cực đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Nghị quyết của Hiệp hội Doanh nghiệp hiện nay thì sẽ lấy tất cả cái khâu đoàn kết làm động lực để phát triển. Và những doanh nghiệp lớn dìu dắt doanh nghiệp bé
và chia sẻ những khó khăn, chia sẻ những kinh nghiệm, rồi cùng nhau hợp tác giữa doanh nghiệp và chính quyền, cùng nhau đồng hành, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt khó khăn và cùng nhau để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để làm sao cho doanh nghiệp thuận lợi phát triển. Những hoạt động thiết thực hiệu quả của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã và đang góp phần xây dựng môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển, đồng thời thể hiện tốt vai trò cầu nối, tin cậy giữa các cấp chính quyền với doanh nghiệp, là nơi tập hợp, phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, cùng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp đang bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, hạ tầng phòng cháy chữa cháy của các khu cụm công nghiệp chưa hoàn thiện cũng khiến cho việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, nếu không muốn nói là nguy hiểm. Hoạt động trong lĩnh vực xăng chiết ga, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Thái đã đầu tư hàng tỷ đồng trang bị hệ thống hạ tầng phòng cháy chữa cháy đồng bộ hiện đại. Công ty này cũng đã tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Tuy nhiên, các công trình phòng cháy chữa cháy của công ty chỉ đáp ứng được việc chữa cháy các đám cháy nhỏ. Trong trường hợp có cháy lớn, công ty hoàn toàn không có sự hỗ trợ từ bên ngoài vì hạ tầng phòng cháy chữa cháy phía bên ngoài hàng rào của đơn vị chưa có. Ở đây nếu mà có một đám cháy nhỏ thì là với cái trang thiết bị của công ty thì chỉ phù hợp thôi. Nếu như mà có một cái sự cố lớn xảy ra để mà cần sự kết nối với bên ngoài thì cái đấy thì chưa thể được. Tại vì là cái hạ tầng cơ sở ở đây thì chưa có cái sự ứng cứu kịp thời đấy. Nên là doanh nghiệp cũng rất băn khoăn. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 900 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Hiện tại 100% đang phải dừng hoạt động do không đáp ứng được quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Hơn 2 năm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, vừa trở lại hoạt động trong thời gian ngắn, lại phải đóng cửa do chưa đáp ứng yêu cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy, khiến các chủ cơ sở này lao đao, nhất là những cơ sở đầu tư hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng. Các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh hiện đang giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho hàng trăm nghìn lao động. Tuy nhiên, hoạt động trong lĩnh vực nguy cơ cao về cháy nổ, nên yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với các doanh nghiệp may là rất nghiêm ngặt. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hạ tầng phòng cháy chữa cháy từ nhiều năm trước, đến nay không đáp ứng được quy chuẩn mới, theo quy định sẽ không đủ điều kiện hoạt động. Vì thế, doanh nghiệp cần có lộ trình để hoàn thiện hạ tầng phòng cháy chữa cháy. 100% các doanh nghiệp đã đầu tư trước năm 2012 không thể đưa vào để mà hoạt động được theo những cái tiêu chí mới này. Nếu như doanh nghiệp cố tình làm thì vi phạm pháp luật và bị xử lý về hành chính, về phạt tiền. Cho nên cái này thì các doanh nghiệp, hiệp hội dệt may đang rất có nhiều ý kiến kiến nghị với tỉnh, là tỉnh phải kiến nghị với nhà nước, với quốc hội để làm thế nào mà giãn cách cái thời gian thực hiện cái tiêu chí mới của luật phòng cháy chữa cháy có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm để cho các doanh nghiệp chuẩn bị. Những khó khăn của doanh nghiệp trong đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục được phản ánh đến cấp ủy chính quyền trong hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp được tỉnh tổ chức tới đây. Từ mô hình điểm triển khai vào năm 2021, đến nay tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung đều thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Mô hình được đánh giá đã góp phần quan trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự thay đổi rõ rệt trong tư duy, nhận thức và trách nhiệm giải quyết công việc của chính quyền các cấp, hướng đến nền hành chính minh bạch hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Lắng nghe, hướng dẫn, hỗ trợ, giảm thời gian chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân là tinh thần chính mà bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của các xã thị trấn thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ của huyện Hà Trung đang thực hiện. Việc phát huy tinh thần cầu thị, lắng nghe thấu hiểu của đội ngũ cán bộ công chức đã tạo sự gần gũi, chia sẻ, hợp tác giữa chính quyền với công dân. Hôm nay tôi đến Ủy ban Nhân dân xã A Sơn để làm giấy tờ ủy quyền bảo hiểm xã hội một lần. Và tôi được các cô chú anh chị ở đây hướng dẫn làm thủ tục rất là chu đáo và nhiệt tình. Tôi cảm thấy rất là hài lòng với các cô chú anh chị ở đây. Thường công dân đến thì cho cái bộ phận một cửa chúng tôi cố gắng thực hiện đúng là giải quyết nhanh, gọn và
hướng dẫn cho công dân làm thứ nhất tránh phiền hà cho công dân, mà để cho công dân không hài lòng để người ta đánh giá. Hà Trung là một trong những đơn vị hoàn thành sớm việc triển khai mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ đến tất cả các xã thị trấn. Việc triển khai mô hình đã tạo ra thay đổi rõ nét trong cung cách phục vụ nhân dân của bộ máy chính quyền. Chính quyền có thư xin lỗi người dân khi thủ tục hành chính giải quyết không đúng hẹn, có thư cảm ơn khi những góp ý của nhân dân là đúng đắn, hợp lý, có thư chia sẻ buồn vui khi các gia đình trên địa bàn có việc hiếu hỉ. Nhờ vậy, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cung cách phục vụ của cơ quan hành chính luôn ở mức cao, đạt từ 90% trở lên. Qua cái triển khai mở rộng mô hình thì thấy rằng là cái tinh thần phục vụ của cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở thì có nhiều cái chuyển biến. Bước đầu thì được nhân dân ghi nhận, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào dân vận khéo, đặc biệt là cái công tác dân vận của chính quyền, góp phần thực hiện các cái chủ trương, tạo ra cái đồng thuận của người dân. Chỉ bằng những hành động cụ thể trong cử chỉ sắc thái đã làm chuyển biến tích cực về văn hóa ứng xử nơi công sở của huyện Hà Trung. Qua đó càng khẳng định mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiếp tục triển khai đo chiều mặn trên hệ thống sông Mã, sông Yên và sông Bảng. Công tác này có nghĩa thiết thực trong việc bổ sung chuỗi số liệu phục vụ nghiên cứu về chiều mặn và phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của người dân. Trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3, tại trạm đo chiều mặn Vạn Ninh thuộc địa bàn xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng Hóa, cán bộ đoàn mỏ địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã thực hiện việc lấy mẫu nước trên sông Lạc Trường thuộc hệ thống sông Mã và phân tích tại chỗ. Theo số liệu tổng hợp, tại đây, độ mặn đỉnh chiều dao động từ 5,25 đến 10,75 phần nghìn, độ mặn chân chiều dao động từ 3,59 đến 3,86 phần nghìn. Người dân có thể khai thác nước trong khoảng thời gian trước và sau chân chiều. Chúng tôi sẽ có đo số liệu và sau đấy làm bản tin, báo cáo và cập nhật các thông tin lên truyền thông, làm bản tin và gửi sang để có những các số liệu cập nhật kịp thời cho người dân biết được về tình hình nhiễm mặn, xâm nhập mặn lên từng tuyến sông, đoạn sông và cái để người dân có kế hoạch khai thác nước kịp thời phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lựa chọn cái thời điểm khai thác nước cho phù hợp. Trên địa bàn xã Hoàng Đạt hiện nay là có 114 hecta nuôi trồng thủy sản nước lợ. Sở Tài nguyên Môi trường cũng đặt các cái trạm để đo cái độ mặn để cũng thông báo để cho các địa phương để nắm bắt được các cái việc mà đưa con nước vô đảm bảo cho cái nuôi trồng thủy sản. Hộ dân là rất phấn khởi về cái việc là đeo cái thông báo của địa phương. Theo kế hoạch, từ tháng 2 năm 2023, đoàn mỏ địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đo chiều mặn tại 22 vị trí trạm trên 3 hệ thống sông là sông Mã, sông Yên và sông Bảng. Đến nay, công tác này đã cơ bản hoàn thành. Theo thống kê sơ bộ, trên hệ thống sông Mã, độ mặn dao động phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trên hệ thống sông Yên và sông Bảng, độ mặn dao động phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Từ kết quả này, các đơn vị chức năng đã đưa ra được những khuyến cáo về việc khai thác sử dụng nước sông vùng ảnh hưởng chiều, phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa cạn năm 2023. Cái việc đo chiều mặn với cái mục tiêu trước mắt là phục vụ việc bơm hút nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như nuôi trồng thủy sản. Ngoài cái mục tiêu trước mắt này ra thì về lâu dài thì cũng căn cứ vào cái số liệu thống kê hàng năm diễn biến xâm nhập mặn để có thể xây dựng một cái giải pháp cụ thể nào đấy phòng chống ngập mặn, công trình phòng chống ngập mặn lâu dài. Hiện nay, nhu cầu cấp nước cho sản xuất, dân sinh trong vùng điều tra là rất lớn và cần thiết. Song, do đặc điểm của chế độ thủy văn vùng chiều, về mùa cạn chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nên việc khai thác nước ngọt vùng sông ảnh hưởng chiều gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt về mùa cạn, những năm gần đây, dòng chảy các sông chính có xu thế ngày càng giảm, dẫn đến hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn tiến sâu hơn vào nội địa, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước,
Trên cơ sở kết quả điều tra đánh giá thực trạng chiều, mặn của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngành chức năng có liên quan cần tăng cường các giải pháp phòng chống chiều mặn. Tại các địa phương thuộc vùng sông ảnh hưởng của thủy triều, cần có phương án chuyển đổi cây trồng vật nuôi sử dụng ít nước tưới, đảm bảo hiệu quả sản xuất, chủ động ngăn ngừa, phòng chống thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, người dân nên sử dụng nước tiết kiệm hợp lý trong sản xuất và sinh hoạt. Hôm qua 28 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã trao các đồ dùng cần thiết cho 12 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tại 12 huyện miền núi đang thực hiện dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025. Hội đã trao tặng các đồ dùng cần thiết như giường, tủ, bàn ghế, nồi, bếp cho các mô hình địa chỉ tin cậy tại trung tâm y tế xã, trụ sở công an xã hoặc nhà văn hóa thôn. Các địa chỉ tin cậy sẽ tiếp nhận, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý cho các nạn nhân bị bạo lực, đảm bảo an toàn bí mật cho nạn nhân và người báo tin. Đây cũng là nơi để hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa trong cuộc sống gia đình, đặc biệt là quan hệ vợ chồng. Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng là một trong ba mô hình của dự án 8 với mục tiêu giảm tình trạng bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở chịu trách nhiệm chính trong thực hiện mô hình. Thường trực huyện ủy Lang Chánh vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lang Chánh năm 2023. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cán bộ hội viên phụ nữ huyện Lang Chánh đã nêu lên những đề xuất và kiến nghị về công tác cán bộ nữ, việc thực hiện bình đẳng giới, các nhóm vấn đề về an sinh xã hội, phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chế độ phụ cấp, chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí hoạt động hội. Các câu hỏi của cán bộ hội viên phụ nữ tại hội nghị đã được đại diện chính quyền huyện Lang Chánh thẳng thắn trao đổi, giải đáp một số thỏa đáng. Qua hội nghị đối thoại, người đứng đầu cấp ủy chính quyền vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp, phản ánh những vấn đề mà hội viên phụ nữ và nhân dân quan tâm. Từ đó có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ và phong trào phụ nữ nói riêng trong thời gian tới. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa còn 5 điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông cần được xử lý để đảm bảo an toàn. Mặc dù được các cấp ngành quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa, tuy nhiên hệ thống hạ tầng giao thông của Thanh Hóa vẫn còn 5 điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, bao gồm vòng xuyến Nguyệt Viên, ngã tư quốc lộ 1A, đại lộ 5 sông Mã, km 323+300, điểm quay đầu thuộc địa phận xã Hoàng Quang, quốc lộ 1A, ngã tư đại lộ Hùng Vương, đại lộ Võ Nguyên Giáp, vòng xuyến Bixi. Tại nút giao km 323+300, điểm quay đầu ngay dưới chân cầu Nguyệt Viên thuộc địa phận xã Hoàng Quang, khi có phương tiện quay đầu xe theo hướng Nam Bắc đã ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông, đặc biệt vào những giờ cao điểm. Thậm chí tại đây từng xảy ra các vụ va chạm và tai nạn giao thông làm chết người. Hay như nút giao quốc lộ 1A đi cầu Nguyệt Viên với đại lộ Nam Sông Mã được đánh giá là vị trí nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặc dù đã có vòng xuyến điều tiết giao thông, nhưng do vòng xuyến quá rộng, không có sự phân luồng nên tại đây thường xuyên xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Một vị trí giao cắt nguy hiểm khác là khu vực vòng xuyến quốc lộ 1A đối diện trung tâm thương mại Bixi thuộc phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Mặc dù vị trí này đã được cải tạo, điều chỉnh giao thông, tuy nhiên thực tế giao thông khu vực này vẫn còn nhiều bất cập bởi vòng xuyến này có tới 4 hướng đi từ quốc lộ 1A và đường nội thành. Biển báo thiếu, gờ giảm tốc cũng không có nên thường xảy ra tình trạng lộn xộn lẫn đường đi giữa các phương tiện từ các hướng khác nhau. Vòng xuyến lớn, đường lại hẹp khiến các xe ô tô lưu thông khi ôm cua qua vòng xuyến rất dễ gây tai nạn giao thông. Tại đây đã có nhiều vụ lật xe do ôm cua gấp gây thiệt hại về tài sản. Đề nghị những cơ quan chức năng có thẩm quyền thì bổ sung đèn báo hiệu vạch kẻ đường và có những biển chỉ dẫn thật rõ ràng để người dân có thể quan sát và dễ dàng tuân theo, tránh những tai nạn không đáng có xảy ra. Cùng với sự phát triển của xã hội, sự gia tăng nhanh các phương tiện giao thông, các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông sẽ thay đổi. Có những điểm trước đó là điểm an toàn nhưng sau lại trở thành điểm đen về tai nạn giao thông do các tuyến giao thông được mở mới. Để khắc phục tình trạng này, hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và các ban ngành chức năng có liên quan đang triển khai nhiều giải pháp hướng đến giải quyết dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn. Ban an toàn giao thông tỉnh cũng đã thường xuyên có các cái văn bản chỉ đạo Ban an toàn giao thông thành phố thực hiện các cái giải pháp
đảm bảo cái an toàn giao thông tại các cái vị trí có những cái diễn biến phức tạp về tình hình giao thông trên các cái tuyến giao thông mà được giao quản lý, đồng thời phối hợp với các cái đơn vị chức năng của tỉnh và của trung ương rà soát thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao giữa các tuyến quốc lộ với các tuyến phố của thành phố Thanh Hóa. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.